Chào mọi người. Hôm nay mình với anh Quang và anh Nam, ba người anh em ạ, đi câu trên thượng nguồn hồ thủy điện Cờ Đạt. Hôm nay anh em đi qua đêm luôn. Bây giờ chừng 2:30 chiều mà trời nắng to lắm. Đang anh gắt anh em mượn được xuồng bé này. Di chuyển lên đó chừng tiếng rưỡi đồng hồ. Tới điểm mà anh em mình sẽ câu qua đêm nhá. Mọi người theo dõi bọn mình nhá, xem hôm nay chuyến đi thế nào. Anh em đi lên đỡ chủ yếu đánh cá mè, cá trôi và cá lăng. Bây giờ anh em mình đi thôi mọi người ạ, chuẩn bị thôi. Ông anh mở xuồng đi này, đi 1:30 là mới tới nơi được. Nên là anh em mà chuẩn bay bị đi nắng. Sau một hồi di chuyển đến 1:30 mọi người ạ, xuồng này nó đi chậm lắm. Anh em tới 7 câu này. Đam mê mà đi thôi chứ còn... Chưa biết là cá cọ thế nào nhưng mà anh em đam mê quá lên cái khu vực này chứ. Lên gần đến thượng nguồn, lên trên kia cái này là nước rút, đến cái đầu trên kia là nước rút xuống rồi mọi người. Khu vực bãi này bạn nhìn đánh xung quanh bãi này họ đang tìm hoặc là ngồi dọc bên này. Hoặc các cái khu vực này đánh đây. Đây có khu vực nhiều trâu nó xuống nó đầm á, đêm đánh cá mè nó nằm ở khu vực ngoài này. Đánh này thì xác định là đánh 50-50 dưới này là mắc lưỡi thôi chứ không thể tính được là nó hay không mắc. Anh em cứ dặm rừng đấy bắt đầu lên tìm cái điểm xem thế nào mọi người nhá. Xong anh em tổ chức cái dãy cần và buổi chiều này thì đi bắt ít một cá bé bé ăn trước đã. Xong tối đánh ra ngoài này, đánh chép và đánh trôi, đánh mè nhá. Anh em dựng cái ô lên mọi người ạ. Đấy, đây là cần thủ Quang này. Đây là cần thú Nam, anh ấy thì ít đi thôi, mình thì đi suốt rồi. Bây giờ anh em mới lên và dặn ô rồi, cắm ô nên đánh hết cái đầu dọc từ đây. Đánh từ giờ đến cỡ 8 giờ sáng ngày mai rồi anh em rút. Vì lượng mồi cũng được tầm đấy thôi. Chủ yếu là đêm săn mè với cá trôi mọi người ạ. Bây giờ giải một ít lăng xê ra đây với giải ít run. Thế thôi, chờ đợi để trời tối bắt đầu với tiến hành đánh cá mè. Đánh khu vực ngoài xa này. Nước nó rút là người ta bảo là có mè nó đập ngoài này nhiều lắm mọi người ạ. Đó nên anh em hôm nay đi bữa vừa đi tham khảo cái địa hình thì câu thế nào, sau này mình có xuồng mình sẽ đi nhiều hơn. Anh Quang xuống cần ở khu vực đó mọi người ạ. Anh Nam ngồi bên kia. Mình giờ ra phía bên này, anh em đánh lăng xê trước rồi. Tối đi đánh câu mè sau nhé. Không sâu mấy anh ạ? Thì không sâu mấy đó, nên là anh ấy đi thích. Đấy, thế lại là làm 4-5 mét thôi. Hả? 4-5 mét thôi. Thì nó lại đi thích. Thế tham quá đó. Mô tôi cũng biết tôi nhủ đi mô. 6 cây của mình đã dã xong mọi người ạ. Bây giờ chờ đợi thôi. Cái hy vọng thứ nhất là cá nó tới cắn và hy vọng thứ hai là cá cắn mà không bị mắc. Đấy, mình dõi 6 cái lăng xê. Tí nữa mình bổ sung mấy cây cần run nữa thôi mọi người. Đây, bên này ông anh cũng xong hết rồi. Đang phải chờ đợi rồi. Đó, 5 cây lăng xê. Chào anh em. Đó, đây là sát thủ săn mọi người. Đây là mình phải học hỏi kinh nghiệm nhiều ai ông anh như mình sau thôi. Nhưng mà với điều kiện là bọn mình đang còn nhiều công việc nên là ít đi câu hơn mình, bọn ông anh phải đi kiếm tiền nhiều hơn. Bên kia là ông cần thủ Nam, cần thủ mới ngồi góc bên đó. Thôi bây giờ chờ đợi nha, khi nào hàng họ
lên mình quay lại mọi người xem nhé, hy vọng là đóng cá khủng nhé. Nhiều tầm cá lắm mọi người ạ. Anh em đam mê mà nhìn thấy cái khu vực tầm ở ngoài kia thì mắc phê cá nhỉ. Mà chưa thấy câu nào díu cần. Mình nhắm được 30 phút rồi. Cảnh đây với là cảnh đúng không? Em quay những cái cảnh thiên nhiên khu này thì bao la luôn. Cảnh thiên nhiên đấy. Đấy, bên đây là phía xuôi xuống phía dưới này là đi xuống mặt đập hồ thủy điện Cái Đặt. Còn phía lên phía trên này là lên thủy điện Hố Na này mọi người này, lên thượng nguồn của lòng hồ Cửa Đạt nhé. Đây bên đây là rừng thôi, rừng hết nào, đó quá rộng rãi mắc phê luôn. Khu vực này câu thì anh em chấm hết luôn nhá. Bây giờ câu mình thì dựng ở đây, câu hai ông anh dưới này, lúc nào mà cá nó dập cần là xuống thì mình sẽ quay lại anh em xem nhá. Tranh thủ giật ít cá rô, cá giếc để tới tiện nướng ăn anh em ạ. Mới được có mấy con thôi. Lại mắc cá rồi chứ. Nghe giật từ lâu, lại cá giếc tiếp anh em này. Đây, lại được con bằng đấy mình không quay. Nghe ngồi thấy giật lại lên tiếp con giếc à. Nam chuẩn bị nướng cá nha. Giật một chút rô phi bé và cá giếc cá ấy thì tí nhà mình nướng mọi người ạ. Còn lăng xê nhà mà chưa có cá ăn. Cũng có cá kéo rung rinh thôi, chưa đổ chuông. Hy vọng lúc nào chuồng kêu là có cá to mọi người ạ. Giờ chịu khó giật chút cá bé thôi. Anh em mình mà vào các cái ngách hón đó thì là được rất nhiều cá rô. Câu từng 30 phút thì nhiều, nhưng mà giờ đang còn nắng. Nếu chiều chiều mình vào lấy câu lúc. Không, đừng nói chuyện thôi mà. Nói chuyện thôi mà. Sau hơn một tiếng mọi người ạ, được tiếng gần tiếng rưỡi rồi. Anh em thả lăng xê cũng chưa có cần nào được có cá gù cần cả. Và giờ cũng là 6 giờ kém 15 rồi. Sắp tối anh em tối một chút nữa là chuyển sang mấy cần ở câu phao nổi, câu mẻ nhá. Còn là lăng xê anh em đánh ngâm vậy. Chừng 2 tiếng thay mồi một lần. Hôm nay đánh qua đêm luôn mà cứ từ từ mọi người, hy vọng là vẫn có cá to ăn. Tối sẽ có cá to cho anh em xem nhá. Cây cao cao đó gù anh em ạ. Vừa nó xong nó gù đấy, đấy đang kéo đấy, đấy. Dính rồi, dính chưa? Chuông chưa kêu đâu mà. Kéo vô bờ anh ạ, kéo thủng trước hay là cá ngạo đây? Kéo vô bờ à? Kéo thủng vô bờ. Hả? Cởi máy lên tí, đụng cởi nhẹ thôi. À, mắc, cho vô cái dao này. Đấy chưa? Chắc cá bé không? Thôi, bé. Coi này, coi cần giờ đang vừa. Hình như cây lúc nãy của em kêu chuông không phải là cây của từ Cà Nam. Có thể. Đứa, 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 đứa. Ô, mắc mất rồi. Trời ơi, cá to chứ anh. Kéo tí là thấy to luôn. Rồi. Có to là gái thôi. Dạ. To thì là gái thôi. Ôi trời. Liệu 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 chứng luôn. Mắc mắt anh em đúng hỏng rồi. Nhưng mà cái điều mình nói là chờ đợi cá ăn là đừng có mắc mà mắc mẹ rồi. Chờ ta cái thay môi. Thay môi cầu này. Kéo được vô được mấy mét là liệu liệu rồi mà lại mắc. Người ta mắc. Kéo là phải tới nhanh. Lúc nãy mình giật luôn thì mình đừng để chân vô trong nữa anh ạ. Chắc là anh lúc nãy chuông kêu phát là bị mắc. Hả? Phải kéo nhanh để cho nổi bật lên hết cái chuông. Không phải chuông kêu lúc nãy là bị mắc vô gốc rồi. Thì chắc là dưới thật. Ý nhờ. Đấy, chuông kêu không để ý anh em ạ. Bây giờ kéo nó mắc vô gốc luôn. Em mới tiếc. Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng. Ít mọi người mà bánh trưng qua đêm là được ok mọi người, xong đêm mà có mọi nhà mình nướng tiếp. Hy vọng là tối bắt được con trôi hoặc con mè, con chép nào nhá. Ở đây nó vướng khá mạnh. Ăn hầu như là mất đấy, mình mất 2 chùm lăng xê rồi. Ông anh mất 1 chùm. Ông anh Nam mất chùm, ông anh Quang mất mấy cục chì to rồi.
neo cũng mất mọi người. Mất à? Vâng. Mắc à? Mắc chì neo. Đấy, chờ giờ đợi cá chín là anh em uống bia và ăn mì tôm, ăn bánh chưng. Không mang gạo mọi người ạ. Đi sinh tồn kiểu hoang dã cho nó vui sướng. Gạo đắt cho nên chờ bớt gạo để ăn mì tôm thôi. Được mấy cá bé mình mà vào trong kia câu thì nó chung rô rất một lúc thì cân là bình thường, nó loại rô bé bé mọi người, rô với màu ấy. Nhưng mà anh em ngại đi thôi, đánh để xem có cá to này. Ok nhá, bây giờ chờ đợi luôn chút nữa ăn cơm với bọn mình nhá. Anh em mình chuẩn bị ăn tối mọi người ạ. Đây, cá thì mới câu được mấy con cá giếc và rô đấy, bé bé nướng ăn thôi. Ăn mì tôm, bánh chưng. Rồi mời mọi người nhá, mời thằng sông thằng núi nhá, ăn cơm bọn mình nhá. Mời các anh em ăn cơm nhá. Thần rừng nữa. Thần phong thần núi thần rừng này. Xin gọi cho anh em coi này. Rồi, các ông các ngọc bạc cho anh em con cá lấy làm kỷ niệm. Rồi làm con lăng cũng được. Thì cắt ngắn bớt mình như hình vàng. Thơm phết đấy mọi người ạ. À, ngon lắm, hoang dã ngon lắm. Có thế đâu mà. Trời ơi. Ơ, nó cắt ngắn hết rồi à? Ngắn gì thôi. Cắt hừ hết rồi. Giật đẩy gì? Vớt không? Uống ít một thôi. Uống ít một đi. Này đi, chú uống đỡ luôn đi. Quên hả? Múc thôi cũng được. Múc cũng được thôi mà. Ôi, sạch cả. Ăn ngậm rồi. Thôi mời cả nhà nhá. Mời tất cả. Mời tất cả nhá. Mời đây. Mọi người nhá. Chế luôn từ ống bia ra một cái cốc luôn à, mọi người ạ. Ôi giời. Mời anh em nhá. Đây là thú đam mê trời đài đấy. À, mình làm được nhưng phải đũa không? Một cốc thế thôi mọi người ạ. Đây đũa đây. Đũa được đẳng hồi. Đũa ăn mì tôm nữa mà. Bia cá thì chứ đặt thử đi nha. Mì tôm này bánh chưng. Thử miếng cá xem thế nào ha. Chắc là cũng cá này, xương mà. Cái quần trên cái bài. À, mời anh em nhá, mời tất cả mọi người nhá. Gì ăn với nguồn như ở nhà này. Cũng ngon lắm. Chua không ăn. Ở nhà chua không lấy thật. Nếu hôm chiều nay em hầm hố đánh cá to mọi người ạ. Nên là không muốn đi câu châu Phi. Nếu bọn mình vào cái chỗ mà nước trong đồi nó chảy ra, trong núi nó chảy ra, các cái suối nó vừa vừa nước ấy, mình câu đầu nước thì một lúc thì nhà ăn không ngon, nên nửa cân hình nướng thì thoải mái luôn. Nhưng anh em không ấy thôi. Thôi để mai với câu này, bây giờ ăn tạm thế này để câu này. Không khí trên đây thì mát mẻ rồi. Thôi mình tạm tắt máy nhá, để ăn cơm xong rồi đã. Ăn cơm xong rồi có cá cắn câu rồi. Quay lại anh em. Cho em ít nữa thôi anh ạ. Anh em mình vừa dùng bữa xong mọi người ạ. Bây giờ chờ đợi cá cắn câu thôi. Anh em đánh lăng xê và đánh vài cây còn nổi câu mè. Mà ném nó không có chỉ neo anh em, nó có trôi vào thôi. Hơi không được xa xa quá. Hy vọng là cần đăng xe sẽ có cá chép, có trôi nhé. À, rồi chờ đợi thôi. Bây giờ là 8 giờ kém 20. Đấy, anh em hy vọng giờ 10 giờ sẽ có cá mọi người ạ. À, hy vọng nhé. Ồ, có đấy chị, cá ngạnh. Rồi, ngạnh tộc khủng đấy chị. Ngạnh. Rồi rồi. Được cá anh em ạ. Đó. Lại cũng cần lúc nãy đó. Nhẹ lắm à. Lại em nghe chân giang em đứng bên câu anh nhé. Lại ngạnh à? Ôi trời, cũng cứ ngọt. Lại ngạnh nha anh em. Lại ngạnh anh em ạ. Không có gì cũng có ngạnh nhá. Ngạnh nhá. Bài nhiệm bằng ngạnh nhá. Ngủ ăn sáng rồi nè. Đây nè, liên tiếp con ngạnh nữa rồi. Rồi, tự tớ. Năm giờ sáng rồi anh em ạ.
thức một đêm trắng mà trên này không có cá. Cá nó vậy thì khá nhiều mà nó không cắn. Nói chung anh em câu không được, được một số cá ngạnh. Vẫn anh em câu bây giờ đến 8 giờ chúng ta về mọi người, xem đến hết đợt mồi. Hết cái mồi lăng xê xem thế nào. Giờ 5 giờ trời cũng sáng rồi, chưa sáng tỏ quá. Đấy, dạng đông rồi đấy. Rồi. Ông anh phía này, ông anh phía bên kia cũng đang nằm chờ, cá không cắn luôn. Bên này mình thì được số một số cá ngạnh vậy thôi. Này đi tiệm nguồn câu mè đêm nó vật như châu đầm mọi người ạ. Nhưng mà bọn mình không có chì neo, câu gần quá không ăn thua, mất hết lưỡi. Thì câu thế này mấy hôm mình sạc hết nghiệp rồi. Lăng xê mất quá nhiều luôn nhé. Bây giờ chờ đợi xem có chép có chui gì cắn không mọi người nhé. Hy vọng vậy thôi. Bên này khá nhiều chim. Chim hót líu lo luôn. Xung quanh rừng già nên là nhiều chim nhiều. Thứ mai nó hót nhiều lắm. Cả đêm mọi người ạ, toàn cá ngạnh thôi, mấy cá mương còn đâu là cá ngạnh hết. Đó. Không được nhiều đâu, nhưng mà bây giờ anh em mình nấu luôn, nấu ăn sáng xong rồi thu cần về thôi nhá. Không được chép, không được trôi, không được mè gì cả, mà toàn là được mất lăng xê là phần nhiều thôi. Đấy, vậy rồi nhá. Bây giờ anh em mình ăn sáng mọi người ạ, ăn sáng cho đỡ đói rồi ruộn câu rồi ra về thôi. Thôi chào mọi người nhé, chào anh em nhé. Buổi câu đêm hôm qua vừa rồi của bọn mình thì cá nó cũng cắn nhưng mà được đa số ít cá ngạnh thôi. Và cá chép chui, cá chấm nó không cắn. Và câu mè nổi thì cũng không được. Nên anh em bố trí hôm khác, hôm nay được không vậy rồi nhé. Chào mọi người nhé, chào anh em nhé.